Hi, xin chào mọi người, chào mừng cô chú anh chị và mấy cục vàng và con bà cho mẹ. Chúng tôi cũng xem video luôn, cũng chào luôn. Đây là theo nghĩa. Chào các bạn đi. Chào các bạn. Chào các bạn nha. Đây là xin hiệu, đây là trứng thúi. Đâu anh thúi thế nè. Like hay thì nhớ like và subscribe xin nhi. Xin nhi. Xin chào mọi người nha. Nhân mặt rồi. Mấy bạn rồi. Giờ tới lượt hết rồi, nhưng còn anh béo. Vô bữa tình, bữa nay quả tới bạn. Đây không chờ, không biết cho anh béo gì, không chờ mưa các bạn. Mà không sao, không đỡ mưa, mà cũng chẳng cho bình thường. Tại vì nãy mình vui tụi béo bạn, hôm nay tụi béo nó bị thương rồi. Phột gân nó giá. Bị trắng thương. Bị em y như mấy cá trai ăn móng dưới sông vậy đó. Trời ơi, bị gì bạn, hỏi nó thì nó bị mũi chích. Mũi cho mình con cái hai, cái tư vậy bạn. Mũi bạn dài, chích thui luôn. Thì cái này mưa gió rất thèn. Nó thường. Mưa gió rất thường. Tất cả mọi người nhớ giữ sức khỏe. Và đi đâu nhớ đem áo mưa để giúp cúp xe mọi người. Mưa gió dữ lắm, xem theo. Đi đường để bền. Hôi như mình á, cảm á. Không nói nhiều nữa. Thì bây giờ mình có một cái trò cho dành cho tao béo mọi người. Tới mình căng tem với. Tính căng tem mà thôi. Tính cho này nè, nhưng mà sự ra đang tao béo đánh đạn giùm. Sao đi. Cảm ơn tôi bé đây. Tôi là tôi đề phòng chứ nghe tôi dễ gì bị do anh thiệt. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa. Một chàng theo không cho anh đâu. Tao không tao đề phòng. Móc đôi tay nhiệt tình luôn anh. Ok bây giờ sớm anh có mùa cho anh mình, bây giờ á là mình những người ta chuột cặp quá đấy, vợ bạn chỉ không đang gạt điên bạn rồi. Vậy làm anh tay, làm anh tay cái chân nó chịu quan chịu dài. Đó là, đó tay chân bự lắm. Nắng ngõ cảnh là được không anh? Bây giờ cắt kè đi. Quên á. Quên á. Hello các bạn. Anh Sơn mạnh tay mạnh chân kìa. Ông Sơn đi sụn, ông Sơn đi sụn vậy. Vui chả. Vui chả. Muốn gãy cái gỗ. Anh lâu xe nghĩa ông tụi béo đi. Chạy xe tôi nó chạy. Anh không làm gì xong cho tụi béo lấy xe tụi béo cho tôi xe tôi. Ai chồng mày đá xe tao. Ai chồng mày đá xe tao. Anh có quyền quyết định nha, té hay không té. Không chỉ cần tháo chứ tháo gì. Này cho lớn. Cho lớn. Ê xưng mày làm cái lấy mấy mẹ nhỏ mắt mày. Cái mặt của mày tao nhìn tao hết muốn ăn cơm luôn. Cắt cổ ai. Anh bắn nó lại rồi nè. Anh này nè, anh ra xe mày. Ông nội ơi, xe ông có khi nào mà không hư đâu. Ê, xe mày lâu quá rồi đang ra đi bộ. Mày cầm mồm đi. Cô ơi xe luôn. Em gặp cái chạy xe nó nè, thì cái đó chỗ đó chỗ vịnh đó, cái vịnh. Đó là chạy. Rồi. Để dành đây, để cột. Xuống mới xuống cổ mày nhắc bộ vậy. Thôi em đi. Anh ơi. Đó tôi có bị dành mới nghe. Tôi là anh mời nghe. Tôi béo là anh chính nghe. Mà đừng có cướp mà. Giao tiền nha. Giao tiền. Em muốn tiền, có tuổi. Chưa từng thấy con cướp nào mà chú còn con cướp này. Chú mừng. Đây là con cuối kìa. Mày điên vừa thôi mày. Vô là trời cũng điên này thầy. Đâu đỏ rồi, đỏ rồi. Ai út mà. Bảo ra, bảo ra anh quạo rồi. Rồi tôi mới dán cái mũi tôi lợn đi thăm. Thấy ghê là chứ. Cắt được không? Dán cho em nội. Ra kìa. Người tháo em có nghĩa gì trời? Người tháo em có nghĩa gì? One, two, three, let's go. Xe này dẫn đầu phai cái đó, bánh đầu của mình á. Sao? Sao bữa nay thằng này làm xe mà nó nhiệt tình quá anh. Xe của nó luôn. Đúng rồi, cho anh mà. Chút xíu nó được đền cái yên mới mà. Nó tháo ai có hai là đập này luôn không? Đập cái này bởi cái gì, đền cái khác phải không? Nhỏ nhỏ. Là làm gì? Ai thấy được? Không lẽ người nói gì chích thuốc? Ai ngày nào? Ừ, quan tâm nó xíu thì để chích thuốc. Ra luôn, ẩm thẳng luôn, cho lên ngồi luôn. Nó đang nghĩ kiểu chích thuốc thì ẩm ra. Bị mũi chích nhưng mà vẫn chích thuốc. Ai ẩm cho nó rồi.
Cái thằng này bệnh hoạn đi chích thuốc đây mà nằm nằm đây hoài. Chết rồi sao? Đây. Để nó. Cái giò đâu? Kẻ nó đây, kẻ nó đây, kẻ này. Đầu đội trời con chân đạp đất nè. Mày không giữ, mày bệnh mày không giữ, mày có rồi bây giờ tin không? Đây nè. Tao có bị què đó, tao đi từ từ được, tao làm gì chợ. Đi thì đi nè. Mày mày gãy giò rồi sao? Đây nè. Nó kè không chịu kè. Mày phép thực win mày bây giờ. Không có on chết. Sao biết rồi. Ẩm đi Minh cho nhanh Minh. Ủa thằng ẩm Minh cho nhanh. Cái càng nó mới được. Cái bé rồi. Cái đó. Rồi ẩm luôn, ẩm luôn, ẩm luôn cho nhanh nè. Rồi nhanh. Ở luôn đi. Ẩm lên, ẩm lên chạy bây giờ nè mày ẩm. Cái gì vậy? Ẩm lên đi. Đâu. Anh khóc rồi, khóc thật rồi em mày đây là ghép quần cái cán chịu đó nó vậy ơi à chi chờ tại nó mày hiểu cho nó ghẻ ghẻ lấy đâu mày hiểu đợi cho nó ghẻ đâu mày hiểu chưa nó đi qua quán Thái mua đồ nè. Giờ bye bye, đợi mình xíu nha, mình sẽ chuẩn bị chở đứa bé luôn kia đi vô chợ về làm thực nha mọi người, tại đây hôm đồ ăn không có mà. Chính là giờ đi ra đây xuống đây tao cái giò què rồi sâu xuống từ từ thôi. Đi sớm đâu đi. Hôm nay có chiêu này nữa chờ. Thôi gắt gắt gắt. Chúng ta đây. Chúng ta đây. Bây giờ mày đi xe nào? Mày đi xe nào? Bây giờ mày đi xe nào? Cho nó dính đất rồi. Lại đây đây, đi đây đi. Ờ chờ nó cái giò diễn phóng đi, chờ kệ cho mày được chín rồi mày. Bà. Trời biết còn cần muốn rồi. Có ai trong đời gì không chờ chứ này. Mấy bạn ơi, có thuốc nào trị cho mình không đẻ được luôn không? Lên xe. Lên xe. Lên đâu? Lên xe quay. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tai biến mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ đang ngày càng phổ biến, có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi và mọi đối tượng trong xã hội. Rồi mày chở thì tao chở đi. Mày chạy luôn á. Chạy chạy á. Mày chạy luôn á. Có mình tôi á. Mày chạy sao chờ chút mày dạng làm sao đâu có đạp số được đâu. Lên nó mẹ mày lụm thôi. Cái gì đáng thêm quậy chợ gách quần. Mày tạo đại là nít cái nách là nóng đó con. Đinh nít kỳ thị mập. Câu đó mốt đừng có nói nữa, khùng điên nó hoài. Trời. Đừng nên chơi tôi như vậy. Như vậy là một tội á. Đừng nên chở tôi đéo đi. À, đừng chở tôi bé. Con kén chở ông đi. Muốn ông anh chở cho. Thôi thả cho tôi nhà đi ông đóng. Chịu không tôi bác. Để bé chở anh nha. Lấy nón. Đóng lấy nón đi. Lấy nón kìa. Giờ chịu hết anh. Đợi nón anh cho tôi béo đi. Anh chơi cái giấy cánh. Rồi, rồi, rồi. Bảy rồi. Rồi. Ngồi chết luôn rồi nè. Chết thiệt win. Rồi giờ sao? Đi chợ mua đồ làm thật không anh? Rồi chở xe tôi chở mình hai tôi chứ hai tôi lên là gãy xe phục luôn không nổi. Rồi anh Sơn, chở anh Sơn. Rồi Sơn chở đi. Mày đạp số trước, tao đạp số sau. Bỡm cảnh. Anh ấy đứng thôi. Anh ấy đứng thôi. Thôi đi mọi người ơi. Đủ xe chưa? Mình sẽ đây đứng thôi nha các bạn. Đủ xe chưa? Mày rất vô. À tôi giới bệnh cho nó. Vô gì? Hồi đó giờ thấy chạy bằng giò chưa? Chứ giờ dính đít rồi lấy gì cũng chạy bằng giò anh ra đâu. Rồi chạy chở cho đi Sưng. Nghĩ tới nghe Sưng, anh còn cái khóe quần để đi về đó. Giờ chạy Sưng. Trời trời. Trời. Quả tới mẹ Sưng. Merci beaucoup. Lòng gà trong nuôi con sao
cho đặng. Từ đây lo cày lo cày cho qua ngày tàn phai dẫu xưa. Màn đêm sao biết ai cứ mãi buông dài cho tôi say. Có ai không buồn khi bằng lòng mình không thủy chung. Anh thấy mày hịnh cu chưa? Đâu? Đó. Anh tặng qua trận. Mày chắc 21 tuổi. Cô ơi, gửi xe xíu. Cô chỗ quay thuộc. Dạ. Ở vô. Rồi cái réo xuống đi đấy. Xuống. Rồi mình chạy không có gì mà ăn, mình ghé quán phim ngồi mình về ha. Không có chạy đi mua đồ nữa. Xuống không? Xuống sao? Thì vô đi muốn vô mình xuống đàng hoàng luôn. Bây giờ cách yên đàn ta nè. Chính mẹ luôn. Không đá thì chỗ này không vô vô đâu. Qua đây nè, đi nè cho nó đây này, cho mày bốn tay mày ra coi mày làm gì vậy. Em đi trước đi, tôi đi sau. Sao đó? Bốn tay coi. Nè, nó sổ quần. Từ cái quần anh. Mẹ dính dính. Bỏ cái nón lại, bỏ cái nón lại. Nhìn gì nè, tao báo, nhìn gì nè, tao báo. Nhìn gì nè. Ừ. Đi chơi vòng chợ đi rồi nào dám mua quất lên. Chờ chờ. Tôi năm nay gần 45 tuổi mà tôi chưa gặp trường hợp nào giống như cái thằng này. Cái què cái nhồi chọn nào? Mày lai cho mày địch tao bung thầy luôn. Kìa, đó không? Giờ này phải cần anh em đó không? Cặp kè, cặp cổ luôn kìa. Chi vậy? Sao không đội nón nắng? Này nắng nữa gì? Bàn chân lặng lẽ. Dòng đời như nước cuốn, chợt trơn trắng đen không thể nhìn thấy đây. Chào nãy, chào gặp gái. Xin nói chuyện tới đây nè. Dạ. Vô đây đi nè. Đi nè, không có lỗi. Ta làm vừa. Đi nè, mày đứng cái này, mày không mua đồ, tao chở mày đó. Không đâu, đi. Đi đây. Anh còn bị dính tiền ngay cái mau mọi người. Gì vậy? Nó đi vòng chợ rồi vậy. Đi vòng chợ rồi vậy. Mày kiếm không xe đò nào, tao đi vậy. Rồi dính tiền gì tao ngồi. Tao dịch ra, tao đi vậy. Bệnh trĩ là do sự căng giãn quá mức tại các tĩnh mạch ở trực tràng, hậu môn. Chỉ cần có chèn ép cản trở lâu dài sự lưu thông mạch máu ở đây là bệnh trĩ có thể xuất hiện. Lên đây. Quậy giờ. Lên đây đây. Cái giờ nào không bị nhớ mày có thể theo hả? Rồi đứng đây coi độ xíu đi. Đây nè. Thôi anh em mau che mặt tôi lại đủ đủ rồi. Rồi chai rồi che rồi mặt đẹp trai rồi mà che. Vô đây ngồi tôi báo, vô đây ngồi tôi báo, đặt đặt cái yên đây ngồi tôi báo. Đi đâu chạy? Đi rồi, lấy không? Thấy yên. Trời ơi, trời rồi gãy ghen của người ta luôn rồi. Đi dán kìa, đi sát, đi sát rồi, đường nào đỡ. Đỡ quần ra. Bậy rồi. Bậy quá, bậy. Đây không không? Đây không có. Đây là dâu, đây là cô sáng. Đây là cô sáng. Rồi, ăn gì nữa. Mua hết mông đây hò Hùng với bà chị. Có ai mua hết mông? Ê, nó gần nó trốn rồi anh cảnh. Ê, nó chạy à, tính thôi, chụp đi tính thôi. Dồn mèo thôi, báo măng mất mày, nó đi anh chậm á. Mày chậm đi. Ai mày chạy phải không, chạy đi thêm vòng nữa. Thôi thôi, vậy đi, vậy đi. Có cần đi đâu không? Dạ. Dạ.
không dám có ai dám. Ai mình lấy cây 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 gấu sắt dám không? Để đi. Đi chợ cho đỡ ghê đúng không ai? Tiền có dạng rồi. Là mỗi xóm trong quần cái gì bệnh lấy hoài. Bệnh không? Nhà chờ buông ra bệnh không? Tao quần rồi, đó. Đây, nó kêu có quần không kìa. Kêu quần rồi bỏ cái lại. Bỏ quần lại. Còn cái quần trong đi đâu rồi, đi đâu rồi. Thêm vòng nữa bây giờ. Đi bắt cắt bên xe đây. Uống vơi à. Uống vơi à. Thôi mà, đi về đi mà. Uống thai uống. Uống thai uống. Mau nãy vậy á. Trời trời lúc mày chứ vậy. Lúc mày chứ vậy. Trời cái đất rồi. Tụi bèo à. Tụi bèo. Gái nhìn anh như sinh vật lạ vậy. Tại vì anh em làm sao cho tao biết rằng đang dặn như mày muốn. Tôi đâu nhớ, tôi đâu có ăn cái gì đâu. Thôi mày tao dắt lên xe chứ tao gắt ghế rồi. Ai bậy rồi. Dắt ghế rồi đi thôi mệt. Cũng vũ dân văn phê Quý Nguyên rồi. Tụi mình sẽ dẫn đi mọi người đi Quý Nguyên uống phê. Thôi anh đi về trước đi, em về sau. Đó không con. Đừng lấy tay nữa, được rồi. Buông ngay nè, đi 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 trước đi, đi đi. Ba mẹ nói nè. Rách quần, rách quần. Rách cái quần. Khen 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 tụi bé lên đây không hả? Khen con rồi còn bự không con? Chị nhỏ hơn này. Cái này chắc vừa gan người ta. Không phải không nội. Chị đó ngon lắm á. Chưa? Có gì đúng không? Này luôn không? Này luôn không? Này luôn không? Kệ thanh long cho anh luôn kìa. Buông xuống cái chỏi nó cũng không ngọt nó cũng dẫn đâu. Thanh long nữa kìa. Đem cái này xuống là tụi béo đem lên phải không chị? Đem lên lên cái chỗ bán. Cái chỗ bán. Đi giải khác em ơi. Nó mày tao bệnh lắm, để chút tới tao bệnh mày á. Thẳng luôn. Xíu lên bên chứ anh. Thả đi. Thả nó gặp lại thôi. Hết đau à. Hết đau. Xích lên trời. Đừng nghe anh em có chắc bệnh lâu. Bệnh trước xíu sâu à, nhìn mới rõ. Mới ngầu á. Dạ. Rồi xong luôn. Đẩy xe của ta luôn rồi, đẩy luôn rồi. Cho nó đẩy luôn. Anh sợ hết quần, anh đâu dám gỡ cái ghe nữa. Đá bông no. Đúng, ông nói với bông no không? Số 2 luôn. Rồi, chạy đi. Rồi, vô số 1, vô gần trước. Sợ hết chân, chạy xuống. Thằng con chạy chứ. Chắc ăn ngủ ấy chứ hả? Đi. Tới quán nha mọi người. Rồi sao lên ghế mày ngồi được? Sao lên ghế ngồi? Vậy anh em ngồi đó đi, tôi ngồi này. Tôi nói ngồi đây à. Chứ tôi xếp cái bàn ra đây chứ ngồi đi. Đứng đây chứ. Để cái bàn thôi. Nước nước rồi. Ngồi đi. Không uống nước mà nè. Anh ơi. Xíu đem bên nước cho uống tầm uống luôn. Cho nó ngồi gì mà chứ đẩy cái nước chứ nước. Xíu cho ngồi mình ra đây. Đẩy anh em. Mày ngáo kìa. Mày ngáo kìa. Thay tay gách quần ra quay. Cách rồi. Cách quần không? Cách quần. Cùng một. Thôi lên nghỉ ngơi đi nè. Đâu luôn không? Cách mẹ luôn á, chọn như vậy cách quần. Cách em của ông nội ơi. Quay đi. Hên quá chữa gách mà gách dứ. Vô, tôi quá ngồi vô đây cho nó mát rồi. Nó nóng quá. Gì luôn à. Bạn ơi, sau khi một thời gian mà chịu đựng cái ghiền đó mấy bạn dính vô đít rồi. Giờ bây giờ nó vô quên hỏi. Giờ bị chặt rồi bị nhứt cái rồi. Teo cơ á, biết sao không? Sổn quá bị teo cơ. Biết sao không? Tại Nghĩa là đó nó bị lằn. Thôi nè, sữa nè. Mời bạn dùng nốt dưới anh Tư Yên. Hôm nay đổi cho anh thôi. Ông Tư Yên đúng rồi. Chính em đi anh. Mọi người nha. Trăm hai đúng không? Anh có mua hai đại chú vô.
Bây giờ mình sẽ kết thúc video đây bằng các bạn thấy video là hay để lại cho ông Tuyên. Đấy, đọc đi nha bạn. Đấy. Like, subscribe và đăng ký kênh cho mọi người. Nhớ cho đăng ký kênh cho mọi người. Bye, chào cha.